ấy từ thắt lát không nè, thành con thắt lát nè, ô con này mới có luôn, này mới dính mới. Rồi, xin chào cả nhà nghe, thì hôm nay mình đi xuống dưới cái đồng nước nẩu nè, này là ở đây mình kêu bằng dưới ngã ba nha các bạn. Đó. Thì mình có đem theo một cái tay lưới ba màng các bạn, 4,5 phân. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi giăng các bạn. Nói chung là mùa này thì nước lên thấp quá, giăng cái giạc bên đây thì nước lên ít lắm, còn cái giạc mé bên mình đi bắt rắn máu á là nó giạc đó nó mới nhiều, nước mới lên hơi có nó hơi nhiều thôi chứ cũng không nhiều luôn. Thì mình giăng ở đây, bữa hai mình sẽ mua thêm lưới và mình đi qua bên đó mình giăng nữa các bạn, còn lúc cái giạc ngoài kia nữa. Đó. Đây. Thầy lưới của mình đây. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi giăng các bạn. Ở đây là cái bãi rôm của người ta dự trữ rôm các bạn. Trời mấy hôm mấy em mình đi chích cá đấy, cá nó ưa vô ngầu nghỉ đây. Bây giờ mình sẽ ra cái động cái đám trắng trắng dưới này nè. Mình sẽ lâm xuống. Chung là cái đám dưới này thì bữa hôm mình đi chích cá đó. Mình thấy nó ăn móng nhiều lắm nhưng mà không biết có ai giăng hay không. Nếu có ai giăng thì mình sẽ giăng cái đám khác các bạn. Mấy cái đám trên này thì hơi cạn, còn cái đám mấy dưới này thì cũng được đường. Ô, nước mấy cái này rút rồi, nó không lên mà nó lại rút rồi. Ê dạ dạ, có ông anh bên đó cũng chăn vịt hả? Làm gì cũng giác bẻo. Ô dạ trời, cái đám này đừng có ai giăng. Mình giăng đám này nè. Ô, hình như là không có ai giăng. Nói chung là ngay khốp luôn các bạn. Đó, mình giăng từ trên đầu này xuống dưới, đầu xuống đầu dưới kia. Đám này không có ai giăng nè. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu giăng các bạn. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành giăng các bạn. Mình dựng cái máy ở đây. Rồi mình xài bằng cái micro. Mình sẽ giăng. Nói chung là trời còn nắng, mình lấy cái nón tà bèo mình nè. Mình lấy cái nón tà bèo của mình nấy luôn nha bạn, che cái điện thoại lại. Ây da, hơi sâu. Ây da, da. Chúng là xung quanh đây cũng có 2-3 người giăng. Ây da, đeo cái mít đây mà lỡ nó rớt là nó xuống nước nha bạn. Rất là tổng xuống nước liền. Bây giờ mình giăng thì khoảng 8-9 giờ thì mình sẽ đi thăm các bạn. Này mình đi lưới 4,5 phân mà không biết là cá nó dính nhiều không. Chung là cũng hơi xui. Ấy da, trời, đường mương, ngay chỗ này cái đường mương hơi sâu. Trời ơi, chết rồi, chưa gì là nó dính. Chung là cái lưới này về gỡ. Gỡ mệt luôn nha các bạn nè. Dính bỏ hèm theo ruộng nè. Ô, một cái tay này chắc mình nghĩ là sẽ có thể là mình chỉ văng được một đường thôi. Là đi quay chỉ có một phần thì mình sẽ cầm chân thôi, còn con giang đầu thì giang sẽ quay được. Thank you.
không gì hết. Hả? Nó dằn mà dính vào thằng lắc. Có tay à? Dằn chúng ăn. Rồi, nãy giờ mình ăn xong rồi đó. Giờ mình về khoảng 7-8 giờ mình tấu ra mình thăm các bạn. Giờ mới có 3 giờ. Ồ, giờ chưa được 3 giờ, 10 phút nữa 3 giờ. Rồi, có ông đồng nghiệp dân mình đó. Nước này ít quá trời. Nước này lên ít quá. Ủa? Đúng hả? Trời ơi, tụi mày. Mày ốm nhìn muốn không ra. Tối không? À, hôm nay rảnh, mà hôm nay đi cá rồi với nhà ở không vậy. Cũng dạy như này nè, rồi A8 rồi ngoài kia lắm rồi. Tá lạ mình thế nè. Lạ lạ nó đuổi. Lạ lạ nó đuổi, không cho. Thời điểm đó là sao chứ này đâu có. À, dân không ứng mà ứng về vũ à. Ờ dân về. Mà khoảng 7-8 giờ tối xuống thăm. Mới dân cái con thằng lát dính, cái giật lưới tưởng nó con gì. Nói chung là bạn học mình cả nhà. Chúng ta đây mình cũng gặp bạn học mình. Với dân nhiều lắm. Với dân thì nhiều lắm. Cả mình đi theo bạn mình quay thì nó rất là dài. Và cá rất nhiều. Với dân nhiều lắm. Mình thấy dân quá trời luôn. Giác mình một bao luôn. Rồi, rồi mình sẽ đi về và khoảng 7-8 giờ mình xuống mình thăm nha cả nhà. Chuẩn bị đồ rồi nè, đồ nó đầu mình sẽ đi đi thôi. Đèn rất đẹp luôn. Đây là có đầm mấy cái giếng. Đó giếng đắm bào.
khoảng 5 cây số, 5-6 cây số là mới giáp ranh với Long An. Anh Giang đó, anh Giang thì anh ở chỗ này nè. Dạ con nhanh cày rồi quằn xuống cái đường rồi cái sọt mình sẽ vô cái con hẹp. Ôi trời, cái bài dịch nói chung là sắp tới cái chỗ mình dân rồi đó. Cái đường bên đó, cái hàng đen bên đó là đi xuống với Long An á, bên đó nó dài đi thẳng xuống vùng Long An, giáp ranh với Long An, cầu đường xuồng á. Bắt cái chòi, cái chòi này mà khởi có mưa thì mình vô mình đục mưa cả nhà. Đây cái chòi đây. Sẽ bỏ hai xe đây mình thăm, bỏ xe đây mình thăm tốc hành các bạn, để trời mưa tới, chung là gió tới quá trời rồi, gió, nói chung là hơi tối rồi cả nhà, tối mình đang nghiên cứu mình bật cái đèn ấy mình lên phụ nữa, rồi, kẹp nách cái cây đèn mà ấy phụ, ấy ai cái trong khúc này sâu à, tầm sâu. Xong quá, mày xử lý bỏ túi điện thoại là ướt rồi. Rồi dính được con thắt lát. Cái gì vậy? Rồi, chuyển mưa. Chà, không biết có kịp không đây. Mưa tới là mình chạy vô trời. Úi dạ, được một con thắt lát. Cái này thì mình đi thăm giác này, rồi sáng mình sẽ thăm một giác nữa. Quá gió luôn. Ôi giời. Ô, đất này thắt lát nhiều quá. Hai con này. Dạ. Cái tàu dính bị con hay con cá trê kìa. Dính vào cái bãi hèm, chung gió nó tạt. Dính thành con thắt lát này nè. Ô, con này mới có luôn. Này mới dính con luôn. Nhưng mà đều cũng nhỏ nhỏ mà. Không có thắt lát lớn. Ấy giá rào. Ấy hà. Ấy dạ dạ. Xem tàu thoát.
trời ơi, ông trời ơi, đừng có mưa. Thăm ta lưới cái. Mình hiểu gì lý do sao mà mấy cái tay cần thủ, mua mấy cái tay chuyên nghiệp dân không dân lắm này nha. Ô, đúng con cá rô. Ô, được con cá rô. Rô chả báo luôn. Chết ngủm rồi. Ê, đằng kia con thắt lát nữa kìa. Đây, đây. Ý dạ dạ. Cá rô, cá rô thì lưới này thì dân dính cá rô thì cỡ này tầm cỡ này không nghe cái nè. Ý dạ dạ, đây một con thắt lát. Làm nếu mà có dính nhiều mình lại sẽ làm nhanh tay lên ngay cái nè. Nhanh tay lên không đi về kéo mưa tới. Đợt này thì chắc cú là mưa rồi. Ừ, đó nó bạc cái quần nó dính theo cái quần mình luôn. Hai bạn cái bồng. Cái đèn thì không đổi được. Cái đám này cá rô bự bự thì nhiều lắm mà sao chiều giờ nó không dính nữa. Ê, đây con nữa này, đây con cá rô nữa. Ê, ô, con cá rô này là chiều mình mới vừa giăng xong là nó dính. Chết hơi lâu, nó ngủ tỏi hơi lâu. Nói chung là cực ăn thì có cái tay lưới thì sẽ không thể nào cực ăn được nha cả nhà. Đi dân không dính cá rô cũng dính cá sặc. Ô, còn một khúc nữa là hết rồi, mà điều có mấy con à? Ơi, cái gì vậy? Trời ơi, dính cây cái gì trời. Có thắt lát nữa. Một em thắt lát nữa. Ôi, gió chỗ này là nó thấu vô cái mít sọc sọc nữa là. Ê dạ. Rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ điện thoại vô và mình đi về nha các bạn. Nói chung là trời nó mưa. Nói chung là trời chuyển mưa đen thùi lùi luôn rồi. Đen mịt mù luôn. Rồi, mình cất điện thoại vô mình đi về. Và sáng sớm á, sáng mình phải 7-8 giờ mình chạy xuống mình thăm một lần nữa mình sẽ mới kết thúc cá lại nha các bạn. Cái này mình đem về mình cái thứ nhất mình bỏ tủ lạnh, cái thứ hai mình mặn sẵn luôn. Đó, mình mặn bỏ một bọc sẵn. Mai đem về mình lấy ra mình sẽ review bao nhiêu cá. Dặn từ hôm qua tới bữa nay các bạn. Giờ thì 5 giờ gần 4 rưỡi gần 5 giờ. Mình sẽ đi thăm lưới các bạn. Nói chung là giờ mình sẽ dỡ lưới luôn. Cuốn lưới luôn cả nhà. Dính được có mấy con chết rồi. Rồi nói chung là mình tính về bình thường dính nhiều thì mình về nhà mình gỡ review cá nha nữa. Hôm cũng có được có nhiêu đó dí được mấy cá rồi nè. Nói chung là dăm một đêm dính không được nửa ký nữa. Giờ 200 lốc sẽ đi về nha các bạn. Chúc bạn hiểu dạ. Hẹn gặp lại các bạn những lý tiếp theo. Bye bye cả nhà.